cảnh báo, nội dung video không dành cho những người có tiền sử về bệnh tim mạch, phụ nữ đang bú và trẻ em đang mang thai. Xin chào anh em, lại là mình, Đức Vịt đây. Xin lỗi anh em vì hôm nay giọng mình hơi run, căn bản là mình vẫn chưa hoàn hồn sau khi hoàn thành xong con game cực kỳ đáng sợ. Vset là một game kinh dị tâm linh độc lập, được phát triển và phát hành bởi Set Square Studio. Nó được tạo ra để trở thành người kế thừa tinh thần cho PT và cũng được lấy cảm hứng từ Silent Hill. Silent Hill thì là một siêu phẩm quá nổi tiếng rồi, nhưng còn PT thì nếu anh em nào chưa biết thì PT là một con game kinh dị đỉnh cao do Hideo Kojima thực hiện. Tuy nhiên, sau một vài vụ lùm xùm giữa Hideo Kojima và nhà phát hành Konami thì con game này đã bị gỡ ra khỏi PlayStation Store, khiến rất nhiều anh em game thủ, đặc biệt là những anh em là fan của dòng game kinh dị, cảm thấy hụt hẫng và tiếc than cho sự ra đi của tựa game kinh dị đỉnh cấp này. Không cần quá nhiều những pha jump scare, PT gây ám ảnh cho người chơi bởi bầu không khí rờn rợn kết hợp với những yếu tố âm thanh. Mặc dù chỉ là một bản chơi thử, nhưng sự kinh dị và ám ảnh của game đã biến nó trở thành một tựa game kinh dị bậc nhất từ trước đến nay. Và tựa game Vset mà chúng ta nhắc đến hôm nay chính là người kế nhiệm cho PT. Nói vậy thì anh em cũng tự hiểu rằng Vset sẽ là một tựa game đáng sợ như thế nào rồi đấy. Quay trở lại với Vset thì trò chơi lấy bối cảnh tại một thị trấn hẻo lánh vào khoảng những năm 1980. Một ngôi nhà đã tồn tại trong nhiều thế kỷ nhưng không bao giờ bị mục nát. Người chơi sẽ được sống lại lịch sử của ngôi nhà, bao gồm ký ức của những người đã sống và chết, tìm hiểu làm thế nào họ chết và những bí ẩn đằng sau ngôi nhà không bao giờ sụp đổ. Game dự kiến sẽ chia ra làm 4 chương. Chương 2 vừa được ra mắt vào đầu tháng 9 vừa qua. Trong video này thì mình sẽ phân tích từ chương 1 để cho anh em có thể hiểu thêm về cốt truyện của game. Và nếu được anh em ủng hộ thì video phân tích chương 2 chắc chắn sẽ được bọn mình bắt tay làm luôn. Ngay khi vừa bắt đầu trò chơi, chúng ta sẽ được xem một đoạn cutscene với góc nhìn thứ nhất, góc nhìn của nhân vật chính mà chúng ta đang chơi. Không rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi bắn chết lần lượt từng thành viên trong gia đình của mình thì ông ta cũng tự sát theo. Tiếp theo chúng ta sẽ tỉnh dậy trong một vũng lầy màu đen. Sâu chuỗi với những gì được nhà phát triển giới thiệu thì nhân vật chính của chúng ta sẽ phải tìm hiểu và khám phá về bí ẩn đằng sau cái chết của những người đã từng sống và chết ở trong ngôi nhà này. Theo quan điểm của mình thì ngôi nhà này là một ngôi nhà bị quỷ ám và nó giống như một nhà tù giam giữ linh hồn của những người đã chết trong căn nhà. Nếu anh em hay xem những bộ phim kinh dị thì có thể thấy mô típ một gia đình chuyển đến một căn nhà bị quỷ ám và lần lượt bị hại là rất quen thuộc đúng không? Và ở trường hợp này thì mình nghĩ cũng giống như vậy. Đã có những sự kiện siêu nhiên nào đó xảy ra ở trong căn nhà nơi mà nhân vật chính và gia đình của mình sinh sống. Bằng một cách nào đó, có thể là bị quỷ ám hoặc do chứng kiến quá nhiều những sự kiện kinh khủng diễn ra trong ngôi nhà này mà nhân vật chính của chúng ta đã trở nên mất kiểm soát, dẫn đến việc ông bắn chết gia đình của mình. Hoặc cũng có thể ông không hề bị điên, mà đó là cách mà ông lựa chọn để chấm dứt những thứ kinh hoàng đang diễn ra tại đây. Và nếu những luận điểm của mình là đúng thì sau khi chết cũng như bao nhiêu người khác, nhân vật chính của chúng ta trở thành một hồn ma lang thang trong ngôi nhà. Giờ đây ông ta bắt đầu cuộc hành trình khám phá bí ẩn đằng sau cái chết của những người đã từng sống và chết ở đây. Nhân vật chính của chúng ta có tên là Dwayne Anderson. Điều này được nhắc đến trong cuộc điện thoại lúc nửa đêm từ bà hàng xóm, bà Rose. Hello Dwayne, it's Rose, your neighbor. Ngoài trời lúc này thì đang mưa tầm tã. Nhìn vào chiếc đồng hồ con mèo treo ở góc nhà thì hiện tại lờ mờ là khoảng hơn 3:30 sáng, chính xác là 3:33. Nếu anh em không để ý thì trong game có rất nhiều thứ liên quan đến con số 3. Ví dụ như thời gian thì bị ngưng đọng ở 3:33. Con quỷ gõ lên tường cứ mỗi lần 3 nhịp cùng nhiều dấu hiệu khác chỉ ra sự liên kết đến hình tượng Chúa Ba Ngôi. Theo quan niệm của người phương Tây, khung giờ từ 3 đến 4 giờ sáng là quãng thời gian hoành hành của ma quỷ. 3 là con số gắn liền với Chúa Ba Ngôi, trong khi 6 là con số gắn liền với Satan. Biểu hiện là những việc nhằm kích động hoặc hù dọa thường xảy ra trong khoảng từ 3 đến 4 giờ sáng như một cách để chế nhạo Chúa Ba Ngôi, chứng minh sự căm thù của nó đối với Chúa Trời. Điều này chứng tỏ rất có thể con quỷ trong trò chơi chính là một con quỷ ở trong Kinh Thánh. Khoảng thời gian 3 giờ sáng được gọi là khung giờ chết. Đó chính là lúc vạn vật chìm trong im lìm, tiếng chuông nhà thờ không còn vang vọng, cha xứ thôi đọc kinh cầu nguyện và con người sẽ dễ dàng bị tấn công hơn bất kỳ thời điểm nào. Theo một số giả thiết khác, trong khoảng thời gian từ 3 đến 3 giờ 15 phút là thời điểm của Chúa Giêsu qua đời. Vì thế, người sẽ không thể có mặt để cứu các con trên của mình. Một chi tiết rất thú vị trong game là mức độ tỉnh táo của nhân vật có thể ảnh hưởng đến phần chơi. Ví dụ như đứng quá lâu trong bóng tối sẽ làm giảm sự tỉnh táo của nhân vật. Nếu mức tỉnh táo nhân vật của bạn quá thấp thì những sự kiện nguy hiểm sẽ bắt đầu xuất hiện. Các hiện tượng siêu nhiên cũng được xảy ra ngẫu nhiên trong trò chơi. Sự tỉnh táo của nhân vật cũng ảnh hưởng đến số lần xảy ra những hiện tượng ngẫu nhiên này. Một điểm mà anh em cần lưu ý nữa khi chơi đó là những viên thuốc.
Thuốc ở trong game được chia thành nhiều loại và có tác dụng khác nhau. Nó đóng vai trò hỗ trợ cho sự tỉnh táo của nhân vật. Sau khi đi xuống cầu thang, chúng ta sẽ nghe được một đoạn radio. Phần đầu của radio nghe có vẻ chỉ là một bản tin dự báo thời tiết bình thường, nhưng phần sau của nó lại không hề bình thường chút nào. Trong bản tin radio thì MC có nhắc đến rằng hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời để dẫn gia đình của mình đi chơi. Rồi sau đó, tên vị khách mời mà MC nhắc đến lại chính là nhân vật của chúng ta, và chúng ta chỉ nghe thêm được một từ, đó là family. Mình cảm thấy đây giống như là một lời chế giễu của những thế lực tà ác đang trêu đùa nhân vật của chúng ta, còn chúng ta thì như là khách mời của một game show kinh dị vậy. Bước vào một nơi khá là bừa bộn, mà nhìn qua thì đây có vẻ là căn phòng của hai vợ chồng. Gỡ bức vẽ con gấu trúc trước cửa phòng của cô con gái sẽ mở ra chương đầu tiên, chương về Lucy và những người bạn quỷ quyệt. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là tìm chìa khóa để xuống tầng hầm. Khi vừa vào tầng hầm thì anh em có thể thấy một bảng nội quy sinh hoạt mà có vẻ như là được viết bởi ba mẹ dành cho cô con gái nhỏ. Sau khi đi thăm dò quanh căn hầm một lúc thì sẽ có một sự kiện siêu nhiên xảy ra. Đó là chiếc máy ảnh được đặt dưới đất đang tự động chụp những bức ảnh. Nhặt chiếc máy ảnh này lên và nó sẽ là một công cụ cực kỳ hữu ích trong suốt quá trình chơi game của chúng ta. Bây giờ thì khung cảnh khiến chúng ta đái ra máu đầu tiên trong game là một con quỷ nhỏ tay cầm một chiếc kim tiêm đang đứng bất động trước cửa tầng hầm. Và khi nó đang lê từng bước tiến đến để tấn công thì không hiểu vì lý do gì mà nó có vẻ kiêng dè, rất có thể là do ánh sáng từ chiếc máy ảnh. Bỏ lại chiếc kim tiêm, nó lẩn vào trong bóng tối. Cửa phòng tầng hầm giờ đây đã được chuyển sang màu đỏ, nó thông ra bên ngoài dẫn chúng ta đến một ngôi nhà trên cây. Dọc đường đi thì vương vãi toàn là đồ chơi của trẻ con và một tấm biển giống như là để chỉ đây là con đường dẫn đến sự tội lỗi. Căn phòng trên cây có vẻ như là căn cứ của Lucy. Trong căn phòng này có chứa 8 bức vẽ nguệch ngoạc mà nó đã tiết lộ được phần nào về câu chuyện của cô bé. Căn hầm là một nơi yêu thích của Lucy. Con quỷ sử dụng TV và chiếc radio để giao tiếp với cô bé. Sau khi bị con quỷ chiếm hữu thì Lucy giam mình trong căn nhà trên cây. Gia đình của Lucy còn nuôi một con chim có tên là Pico, và có vẻ như Pico đã bị giết bởi chính cô bé mà giờ đã bị quỷ dữ chiếm hữu. Cô bé nói với mẹ rằng bạn của con đã làm điều này chứ không phải con. Nhìn sang trái chúng ta sẽ thấy có một cái radio. Đây là một trong hai cách thức để con quỷ giao tiếp, xúi dục và tẩy não cô bé. Những câu nói lặp đi lặp lại cùng với ngữ điệu ngày càng kinh khủng khiến người nghe sởn cả da gà. Đoạn cao trào kết thúc bằng việc sàn nhà bị sập xuống, và khi tỉnh lại chúng ta lại quay trở lại căn hầm. Ở đoạn này, cánh cửa giấy ở trên tường trong phòng Lucy sẽ dẫn đến những căn phòng với những chiếc lồng chim. Sau khi đến một căn phòng có một chiếc lồng chim và trong đó có chứa một con chim nhồi bông, chúng ta sẽ thấy được cảnh Lucy đang xé xác con chim mà cô yêu quý. Tiếp đến là một căn phòng tối đen như mực. Sau khi bước chân vào căn phòng này và mở cánh tủ ra, chúng ta sẽ gặp một thực thể đeo một chiếc mặt nạ. Tiếp đó là cảnh Lucy ném chúng ta ra khỏi căn phòng. Theo phân tích của mình thì Lucy đang muốn cứu chúng ta, bởi vì ở một phân cảnh khác thì chúng ta bị đâm chết bởi một thực thể, mà theo mình thì hai thực thể này là một. Và vì thế Lucy ném chúng ta ra ngoài căn phòng ở thời điểm này thực chất là để cứu chúng ta khỏi việc bị thực thể kia hại. Liên hệ lại tí xíu với một phân cảnh từ đoạn chơi trước, mình tiếp tục mạnh dạn đưa ra quan điểm rằng cô bé Lucy thì đang muốn kể cho người chơi về câu chuyện của mình và gia đình, còn thực thể chưa xác định kia chính là thế lực tà ác đang thao túng ngôi nhà này, và nó thì đang tìm cách che giấu, ngăn không cho ta tìm ra những sự thật được ẩn đằng sau ngôi nhà. Khi mà các bạn chơi đến đoạn này thì tất cả các cửa đã bị khóa lại, nhưng mà không phải là các bạn bị kẹt đâu, mà chúng ta phải đợi cho bồn tắm đầy nước, rồi từ từ bước vào đó. Lucy quỷ sẽ trồi lên khỏi mặt nước và dìm nhân vật của chúng ta xuống. Có vẻ như con bé muốn cho chúng ta xem thứ gì đó. Sau khi tỉnh dậy thì chúng ta sẽ ở một chiều không gian khác. Ở đây anh em sẽ nghe được những đoạn hội thoại và biết được những gì thực sự đã xảy ra với gia đình Lucy. Và giờ thì những thắc mắc của chúng ta trước đây đều đã được giải đáp. Câu chuyện bắt đầu khi gia đình của Lucy chuyển đến căn nhà này và sinh sống. Có một thế lực đen tối nào đó ở trong căn nhà đang chiếm hữu Lucy, và cô bé bắt đầu thể hiện ra những triệu chứng bất thường. Đỉnh điểm là việc cô bé tự tay giết chết con chim mà mình yêu quý. Lúc này cha mẹ cô cảm thấy vô cùng hoảng loạn và đem cô đến gặp các bác sĩ. Nhưng sau một thời gian chẩn đoán và chữa trị, tình hình của cô bé có vẻ ngày càng xấu đi. Và thêm một điều có thể khẳng định qua đoạn này, đó là những bóng đen mà chúng ta từng thấy trước đây đều đại diện cho những người từng sống và chết ở căn nhà này. Và đoạn phim kinh khủng nhất game lại tiếp tục được chiếu trước mắt chúng ta. Kết thúc đoạn cao trào này là khung cảnh làm chúng ta phải rùng mình. Cô bé Lucy tự tay xé rách hàm dưới của mình và ném nó đến trước màn hình của người chơi. Bóng ma thoát ẩn thoát hiện sau lưng Lucy chính là thế lực đen tối đang đứng đằng sau tất cả những chuyện này. Đến đây thì dòng chữ cảm ơn vì đã hoàn thành phiên bản chưa hoàn thành của game đã hiện ra.
Nhưng đừng vội tắt game đi nhá, vẫn còn một đoạn hay ho nữa đấy. Dòng chữ sẽ dần dần biến mất và chúng ta lại quay trở lại trò chơi. Tiến đến buồng rửa mặt, ta sẽ nhặt được một chiếc chìa khóa có tên là Safe Key. Giờ thì dòng chữ kết thúc chương của Lucy, một kết thúc kinh khủng hiện ra. Hãy quay trở lại căn phòng của chứa một cái két nhỏ mà ta đã thấy ở đầu game. Chúng ta sẽ dùng chiếc chìa khóa vừa nhặt được để mở nó ra. Bên trong cái két chỉ có duy nhất một mảnh giấy cùng với một dòng chữ: tầng hầm, phòng 302. Tiếp tục làm theo những chỉ dẫn và xuống dưới hầm, mở căn phòng 302 này ra và sẽ có một bất ngờ dành cho anh em đấy. Nhiều anh em có thể nhận ra đây chính là hình ảnh căn phòng 302 trong Silent Hill. Từng ánh đèn bắt đầu tắt và với kinh nghiệm của mình thì sắp sửa sẽ có một pha jump scare. Và boom, Lucy bất tình được nhận ra và tăng quẩy. Cánh cửa đóng sập vào và thế là chương về Lucy của chúng ta kết thúc tại đây. Còn có rất nhiều điều bí ẩn mà mình vẫn chưa thể giải thích được. Video chỉ là những cảm nhận và phân tích của mình, nên nếu có điều gì không đúng thì anh em hãy cứ thẳng thắn chia sẻ ở dưới phần comment. Hy vọng anh em thích những video phân tích của mình và mong rằng chút công sức mình bỏ ra sẽ giúp ích cho anh em hiểu thêm phần nào cốt truyện của game và cho những anh em chuẩn bị chơi chapter 2 của Vset nữa. Và nhớ rằng nếu thấy hay thì hãy like và subscribe để cho chúng mình đạt được 1.000 sub. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye!